总书记同志，是我在中共20大后会见的首位外国领导人，此行也是你在越共13大后首次出国访问，这充分体现了我们对发展中越两国两党关系的高度重视。当前，中越各自社会主义事业和两党两国关系发展面临新机遇、新挑战。我愿同总书记同志就中越两国社会主义建设和两党两国关系发展等深入的交换意见。về phần mình, tôi cũng đã làm đúng theo lời hứa với đồng chí Tập Cận Bình là nếu điều kiện cho phép.Thì tôi sẽ thăm Trung Quốc là nước đầu tiên sau khi tôi được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng Giêng năm 2021, có đúng không ạ? Một lần nữa, tôi thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc.Đối với những đóng góp to lớn, vai trò lãnh đạo của đồng chí Tập Cận Bình với toàn đảng, toàn dân tạo ra những thay đổi vĩ đại trong 10 năm của thời đại mới, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Và đối với uy tín sâu rộng của đồng chí Tập Cận Bình trong cộng đồng quốc tế.